Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay tiếp tục mình lại lên sóng với anh em đây. Và hôm nay sẽ có khá là nhiều đồ hay cho anh em. Anh em nhá, một vài món đấu giá phải nói là khá là đông trên thị trường. Tiếp đến là một vài bộ dàn mini và về một con loa Victrola. Victrola này thì là Victrola full box anh em nhá. Màu thì là màu vân gỗ. Đấy. Và với cái giá bây giờ thì siêu tốt cho anh em luôn. Và đây thì sẽ là một vài bộ dàn mini để mình đi hết một lượt để cho anh em xem. Anh em nhá. Sẽ có những cái mã thanh lý rất là rẻ cho anh em ạ. Rồi. Thì sẽ bắt đầu vào video thì anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và thằng em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976 663 776 và số điện thoại thằng em Sơn ở ngay bên cạnh là 093 332 183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của bên Audio 89 thì có thể liên hệ với mình và thằng em Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhá. Rồi, để bắt đầu vào cái món đồ đầu tiên thì xin thưa với anh em tiếp tục về được vài bộ dao anh em nhá. Đây, anh em nhìn. Bộ dao này là dao của hãng Thermomix anh em nhá. Con này thì là nó sẽ made in của Spain anh em nhá. Đây, Spain, hàng của Tây Ban Nha anh em nhá. Hàng của Tây Ban Nha và sản xuất là dao theo dao sử dụng cho của người Nhật anh em nhá. Dao người Nhật anh em sẽ nhìn thấy form dao rất giống dao Nhật luôn, đúng không? Dao Nhật. Ok chưa? Và cái bộ này siêu rẻ cho anh em luôn. Nói chung là mình mua đấu giá bên kia rất là rẻ anh em nhá. Đấy, mà giá hãng của nó thì rơi vào khoảng tầm hơn 2 triệu. Mà cái bộ này của mình về thì siêu rẻ cho anh em. Đây, em nhìn thấy bên trong này nó sẽ có 4 con dao anh em nhé, 4 con dao. Đây, cả hộp chống gói chống ẩm trong này này. Đấy, thì con đầu tiên là con lớn nhất này. Con này là con dao thái lớn anh em nhé. Anh em nhìn tất cả các phần lưỡi này. Đấy, anh em nhìn này, đúng con dao này không? Đấy, đúng con dao nó ở trên bìa chưa? Đúng không? Thế con này thì nó đều được tôi bằng thép carbon nên độ cứng rất là cao anh em nhé. Độ cứng rất cao và nó sẽ lâu bị cùn, nhưng mà nó có một cái nhược điểm ở cái dòng thép carbon, đây chính là nó sẽ giòn. Thế là anh em mình chỉ sử dụng thái thôi, đừng có mang ra băm chặt gì, đừng có chặt những cái gì anh em nhé. Chặt những cái dòng dao thái này thì nó sẽ dễ bị vỡ lưỡi anh em ạ. Đấy, thì đấy là một lưu ý sử dụng cho anh em. Còn anh em nếu mà chỉ dùng để thái thì con này gần như là bền vĩnh viễn cho anh em luôn, siêu bền luôn. Cái phần này lưỡi ít, rất ít khi phải mài với những cái dòng thép carbon anh em nhé. Thép carbon lưỡi thì bền, nó sắc đến trường kỳ luôn anh em ạ. Rất lâu anh em mình mới phải mài, khả năng khoảng tầm 5-7 năm anh em mình mới phải mài lại lưỡi, đúng không? Con này sẽ có cái cán gỗ này, đúng cán của người Nhật luôn. Đây, phần bào thép và phần lưỡi nó đây anh em nhá. Con dao này thì dao thái nên là cái phần thân dao nó sẽ không quá dày đâu anh em. Đấy, nó sẽ mỏng thôi để cho anh em mình thái nó dễ dàng hơn. Đây, các cái đầu nó được bắt đầu nhựa hết anh em nhá. Ok chưa? Sẽ đầu tiên là một con dao thái lớn này. Tiếp đến là một con dao thái nhỏ hơn anh em nhá. Dao thái này thì thường là dùng để thái củ quả thì phải anh em ạ. Đấy, nó có các cái rãnh thoát nước này, anh em nhìn thấy không? Các cái rãnh thoát nước để giúp anh em mình thái củ quả cho được đẹp, nó không bị xấu kiểu vậy. Đấy. Tiếp đến con dao này nó sẽ là một con dao gọt anh em nhá. Con dao gọt hoa quả. Đấy, phục vụ anh em. Với cái phần lưỡi đen này thì anh em mình hoàn toàn yên tâm là nó khá là sạch sẽ anh em nhá. Sạch sẽ. Đấy. Và quan trọng nhất để một con dao nó bền thì anh em mình phải vệ sinh lưỡi và để khô ráo anh em nhé, sẽ rất bền. Con dao này thì cũng là dao gọt thôi nhưng mà nó sẽ kiêm cả chức năng tỉa nữa anh em nhé, con dao tỉa nữa. Ok chưa? Nhiều lúc đưa lên YouTube những con dao này thì video của mình nó sẽ bị hạn chế anh em nhé, nên là anh em thông cảm, mình sẽ giới thiệu rất là nhanh bộ dao thôi. Bộ dao này đưa lên nó lại tưởng là những cái vũ khí nguy hiểm ấy, đây là nó sườn nó sẽ chặn cái video của mình, không cho tương tác lên với anh em, nên là mình giới thiệu rất nhanh thôi. Con này hiện tại bây giờ cả bộ mình để cho anh em vẫn giá cực tốt 250.000 anh em nhé. 250.000, giá này là giá cực kỳ ưu đãi trên thị trường anh em ạ. Đấy, giá bên kia đang hơn 2 triệu cơ. Mình mua đợt này về thì nói chung là vừa bán vừa tặng anh em thôi, kỷ niệm anh em. Những cái bộ dao như thế này là một cái sản phẩm mà có thể là cái thời gian tới sẽ không về hàng nữa được nữa anh em nhé. Tại vì bên kia nó cũng có số lượng để nó thanh lý thôi anh em ạ. Rồi, 250.000. Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy nhá, hai bộ gọi là anh em nào mới nọ chê đồ da của mình là đồ da không phải hàng hiệu thì hôm nay đã về hàng hiệu cho anh em rồi, hai hộp đồ của thằng Valentino anh em nhá. Anh em thấy không? Rồi. Valentino và nó sẽ chuẩn hàng hãng xịn luôn cho anh em. Anh em ạ. Rồi. Hai hộp này là Valentino chuẩn hãng anh em nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy, hai hộp Valentino chuẩn hãng. Chỉ cần anh em nào check ra hàng fake thì mình xin phép là cho không anh em cái bộ luôn anh em nhá. Hai bộ này thì anh em mình có thể mua về để sử dụng này, có thể mua về để biếu tặng các sếp rất là ok anh em nhé. Tặng các sếp những cái đồ hàng hiệu này thì nó khá là ngon. Giá bên kia thì nó đang bán một bộ này rơi vào khoảng tầm gần hơn 300 đô anh em nhé, hơn 300 đô. Nhưng mà riêng ở Việt Nam mình đã mua đấu giá về đến đây rồi thì giá cực rẻ cho anh em. Anh em ạ, đây. Bên trong một hộp nó sẽ bao gồm là một con ví da anh em nhé. Ví này ví da xịn, rất nhiều ngăn đúng không? Bên trong này sẽ có thẻ Valentino này, anh em nhớ. Đấy.
cái dòng này Valentino Collection anh em nhé. Đấy, cái phần ngăn ví này, con ví nó làm khá là tỉ mỉ, rất là đẹp anh em nhé. Anh em nhìn này, rất là đẹp và nó là hàng hiệu anh em ạ. Và quan trọng nhất nó là hàng hiệu. Chứ nhiều lúc anh em cứ bảo là những con ví da mà nó da thật nhưng mà nó không phải hàng hiệu thì có thể chất da nó sẽ cảm giác nó sẽ xịn hơn, nhưng mà quan trọng nhất là cái đồ nó có thương hiệu, nó sẽ gắn vào nó sẽ rất là đắt anh em nhé. Giống như anh em mình dùng một con túi Gucci hoặc một con túi Hermès ấy, nhiều con túi Hermès nó mấy chục triệu cơ, nhưng mà con túi tương tự như thế không gắn logo Hermès thì chỉ có mấy trăm nghìn thôi, kiểu vậy anh em nhé. Quan trọng nhất là đồ hiệu anh em có thể sử dụng mang đi tặng. Đây, đây là thắt lưng anh em nhé, cái phần mặt của nó này. Đấy, Valentino Collection, cái phần này khóa này anh em nhìn này, nó làm cực kỳ tỉ mỉ và đẹp luôn anh em nhé, rất là đẹp anh em ạ. Nói chung hàng hãng thì nó làm rất là tinh tế. Đây phần dây da đây mình sẽ rút cho anh em xem. Dây da đầu tiên là logo Valentino anh em nhé. Đây, Collection được in rõ vào đây. Mình rút hết cái dây ra. Em chờ chút nhé. Cái dây này thì nó cuộn đi theo đây, nó sẽ có con đĩa đây anh em nhé. Có một con đĩa đi kèm. Đấy. Chất da con này thì xin thưa với anh em cầm bao phê luôn. Anh em nhìn này. Đây. Gradient laser anh em nhé, tức là con này toàn bộ là da thật hết anh em ạ, toàn bộ da thật tất anh em nhé, toàn bộ da thật và dây nó cầm cực kỳ xịn anh em ạ, dây của bọn thắt lưng này cầm rất xịn luôn anh em nhé. Con hàng này thì mình nghĩ là anh em mình mua một lần thì dùng khá lâu đấy, rồi 5-7 năm ok anh em nhé. Cái mặt ở đây dây da khá là xịn và nguyên combo sẽ như thế này anh em nhé, nguyên cả combo đây là một bộ anh em nhé, một bộ nguyên như này luôn và sẽ có phần hộp này in cả bên trong này, cả bên ngoài anh em nhé, cả trong cả ngoài cho anh em. Đấy, mang đi biếu tặng cực kỳ sang trọng luôn, nhất là anh em nào biếu sếp những cái đồ hiệu này thì cực kỳ ok. Và hiện tại một bộ mình đang để cho anh em giá là 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000 cho một bộ. Mình có hai bộ thôi, hai bộ, một bộ mặt đấy và một bộ mặt này anh em nhé. Mặt này thì cái phần này nó không bóng này anh em này. Đấy, anh em nhìn nó như kiểu nó phủ một lớp carbon này, anh em trông nó khá là mịn anh em ạ. Đấy, cái phần khóa cái thứ nói chung là con này làm rất là đẹp anh em nhé, chắc chắn mình nghĩ là cái với cái giá tiền 1,5 củ thì nó sẽ hợp lý hơn là cái giá tiền mà cho cả bộ này mà hãng nó bán là trên 6 triệu thì mình phải nói là hơi chát anh em ạ, hơi chát. Nào mình không mua đâu, chỉ hàng hạ giá này mình mua thôi anh em nhé. Valentino Collection này, hàng này là hàng mua đấu giá bên kia về nên là nó khá là giá khá là tốt rồi. Mình để cho anh em chỉ có 1,5 củ cho một bộ thôi, bộ bên này cũng thế, cũng bao gồm con ví như bên kia anh em nhé. Hộp này nó gọi là hộp dòng quà tặng anh em ạ, mang đi tặng quà của thằng Valentino anh em nhé. Valentino Collection anh em thấy không, 1,5 củ cho một bộ anh em nhé. Rồi tiếp đến đây thì xin giới thiệu với anh em, đây là con laptop anh em nhé, con laptop của thằng Panasonic và con này chính là con XZ6 anh em ạ, CFXZ6. Nó một là một con khá là VIP anh em nhé, giá xuất xưởng nó rơi vào khoảng tầm 75 củ. Con này mình hơi bất ngờ anh em ạ. Đây mình sẽ rút sạc ra cho anh em xem. Hàng về thì nó có con máy này anh em nhé, anh em nhìn này, nó là dòng sử dụng cho công việc anh em nhìn cái series nó đây này, CFXZ anh em nhé. Đấy, các cái phần chữ nhật này. Đấy, ok chưa, con này là hàng nội địa Nhật chuẩn xịn luôn. Đây là phần pin anh em phải tháo rời ra anh em nhé. Đấy, tem này, tem hàng đấu giá nó vẫn còn nguyên này, nguyên bên kia luôn. Con này sẽ có rất nhiều cổng kết nối anh em nhé. Đầu tiên là thẻ nhớ SD này, hai cổng gọi là USB 3.0 này. Đấy, tiếp đến bên này thì là sẽ là cổng, một cổng USB 3.0 nữa và một cổng HDMI để anh em kết nối máy chiếu các kiểu này hoặc là màn hình to, và một cổng VGA anh em nhé. Ngoài ra thì con này sẽ có cổng mạng LAN ở trực tiếp trên máy luôn, ok chưa anh em? Tại vì nó là dòng phục vụ công việc nên là nó sẽ full tất cả các cổng kết nối cho anh em. Con này thì giả sử anh em nào bảo mà nó đẹp thì mình đánh giá, thì cá nhân mình đánh giá về tính thẩm mỹ thì nó không phải là một con dàn thiết kế về tính thẩm mỹ lắm anh em nhé. Nhưng mà riêng thằng Panasonic nó thiết kế những cái laptop của nó thì tính thực dụng rất là cao anh em nhé, tính sử dụng cao và độ bền rất là cao. Nó chuyên sản xuất những cái dòng laptop sử dụng cho quân đội và con này cũng vậy anh em ạ. Đây, con này sẽ trang bị con chip Core Intel Core i5 của Intel thế hệ thứ 7 anh em nhé, dòng V Pro luôn, ok chưa? Đấy, thì mình bật cái máy lên cho anh em xem. Đấy, con này thì những dòng Panasonic thì em biết rồi đúng không? Túc bắc này của nó sẽ là hình tròn anh em nhé, sẽ là hình tròn và nó sẽ có cái bộ phím chữ nhật anh em nhìn này, bộ phím chữ nhật anh em nhé. Cái màn hình con này thì sẽ là màn hình 2K. Màn hình là 12,5 inch, nó khá là nhẹ. Cả con máy này thì anh em mình cầm này đi thì nó chỉ có 1,18 cân thôi anh em nhá. Cầm đi học, đi làm, đi chơi thì khá là ok, cầm một tay thoải mái luôn. Đấy. Và có một cái điểm hay nữa trên con này. Đây. Để chờ một chút nó sẽ lên đã. Đấy. Đang máy đang cài Win 10 rồi anh em nhá. Mình sẽ đọc cấu hình trước cho anh em. Rồi. Mình sẽ đọc cấu hình cho anh em này. Anh em chờ chút nhá.
màn 2K rất nét anh em nhé, siêu nét luôn anh em nhỉ. Sơn dí gần vào màn cho anh em thấy cái độ mịn con này em nhé, rất mịn luôn. Đây là CFX6 này đúng không, đang cài Windows 10 bản 64 bit này. Con này sẽ được trang bị là 8GB RAM này, sử dụng Core i5-7300 anh em nhé, xung sẽ là 2.6 và sử dụng 4 con CPU luôn. Đấy, chip 4 nhân anh em nhé, thế nó khá là ok. Con này thì ổ SSD bên trong mình như mình nhớ không nhớ không nhầm là 256GB anh em nhé. Để chờ mình vào xem đã, tại vì hàng đấu giá nó về 256GB anh em nhé. Ổ gọi là ổ đi theo nó sẽ là ổ SSD 256GB. Camera con này thì trên con này sẽ có camera 2 megapixel cho anh em, để phục vụ anh em có thể học đi làm đi chơi rất là ok. Đấy. Và con này thì nó sẽ không phải là dòng giải trí anh em nhé. Thế này anh em mình nghe nhạc ở trên con này trực tiếp thì nó chỉ có duy nhất một con loa ở đây thôi. Đấy, nó duy nhất một con loa ở đây để anh em nghe chống điếc thôi anh em ạ. Chứ còn anh em mình mà muốn nghe nhạc hay thì phải sử dụng những cái dòng mà studio ấy, giống như con trước mình bán ấy, 16 triệu ấy, thì con đấy thì nó sẽ ok hơn. Con này thì anh em mình sử dụng đi làm anh em nhé. Nó có một cái tính năng hay nữa mà mình vừa nói với anh em rồi đúng không? Đấy, thứ nhất là trên màn hình này nó tích hợp một cái pin rời, và bên thân máy bên dưới này cũng tích hợp một cái pin rời ở bên thân máy bên dưới luôn. Và khi anh em cắm sạc vào nó sẽ báo sạc này hai cục pin anh em nhé, một là cục pin thứ nhất ở trên màn hình và một là cục pin thứ hai ở phía dưới cái cụm đốc sạc này. Và anh em mình sẽ có một cái gạt để anh em mình có sử dụng để sạc ngược lên màn hình hay không anh em nhé. Đấy, hay chưa, cái tab CHG off là anh em mình không sạc lên màn hình anh em nhé. Ví dụ như cục pin ở dưới này nó sẽ không sạc ngược lên cái màn hình này. Đấy, cái màn hình này như anh em nhìn này, nó có cái nút relax ở đây anh em nhé. Đây, relax này anh em mình chỉ cần gạt nó ra anh em nhé, gạt nó ra ok chưa anh em, nó sẽ thành một con máy tính bảng nhẹ nhất thế giới anh em nhé, nhẹ nhất thế giới với con màn khoảng tầm là 13 inch 12.5 inch, đang cài hệ điều hành Win 10. Anh em mình cầm đi làm việc có thứ cực kỳ tiện ở trên con này, màn hình toàn bộ cảm ứng tất anh em nhé, toàn bộ màn hình cảm ứng tất. Khi anh em bấm vào đây này, anh em sẽ bấm cái bàn phím vào đây để anh em sử dụng nhé. Đấy, ok chưa. Đấy, ví dụ như mình vào tinh tế này .vn đúng không, tinh tế này ok chưa anh em. Đấy, anh em thấy không, cảm ứng toàn bộ trên màn hình luôn. Anh em mình sử dụng con này để làm việc thì quá là đỉnh anh em nhé, quá là đỉnh luôn. Với cho anh em đấy, tắt đi, và khi mà anh em mình cần sử dụng để công việc, cần bàn phím, anh em mình ấn nó về anh em nhé, đây bục phát ăn luôn. Với cho anh em, nói chung nó là một con máy mà mình nghĩ là nên trải nghiệm anh em nhé, nên trải nghiệm. Đấy, không sử dụng nữa anh em mình gặp máy xuống xong hết phim được chưa. Đấy, và con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá siêu tốt luôn anh em nhé. Bình thường anh em đang bán con này rơi vào khoảng tầm, anh em có thể search Shopee nhé, anh em Shopee đang bán nó rơi vào khoảng tầm 17-18 triệu gì đấy, 17-18 triệu, giá của mình cực tốt. Con này về thì nó không kèm sạc zin anh em nhé, không kèm sạc zin theo máy, nhưng mà sạc của con này vẫn là sạc Panasonic chuẩn anh em nhé. Bù lại thì nó sẽ có một cái đầu nối anh em ạ, đầu nối để anh em mình sử dụng sạc. Đấy, thì con này nó về kèm máy thì hơi thất vọng, mà nó về cái sạc chân to 5.5, mà con này lại sử dụng cái sạc là sạc đầu nhỏ này anh em ạ, đầu 3mm. Thế là mình phải mua cái đầu nối này về để mình sử dụng. Và bây giờ mình sẽ bán thì sẽ kèm cả cái đầu nối cho anh em để anh em sử dụng. Ok cho anh em. Cái đầu nối rất ok. Đấy, con này sạc của adapter nó thì chỉ có 16V thôi anh em nhá, 16V. Đấy, và nó báo ngay của adapter trên này này. Anh em nhìn nó ghi đúng 16V, DC in 16V. Đấy. Thì sạc vẫn là sạc chuẩn anh em nhá, sạc chuẩn Pana. Ok chưa? Và giá hiện tại con này thì mình để cho anh em có 8.800.000 thôi anh em nhé, 8.800.000 cho con này, giá gọi là chỉ bằng một nửa so với giá trên thị trường anh em đang bán thôi. Nói chung anh em sẽ có một con tablet là máy tính cực đỉnh luôn, được chưa. Đấy, không thích thì đấy, anh em mình rút ra ok chưa. Đấy, ngon anh em nhé, một con máy nói chung đáng chơi anh em ạ. Ồ, cảm ơn anh em Sơn hỗ trợ. Và tiếp đến đây thì sẽ là đồ âm thanh. Anh em sẽ nhìn thấy ở đây sẽ là con Victrola hàng full box anh em nhé, full box luôn. Và Victrola thì anh em biết rồi, nó là một thương hiệu khá là lớn ở bên Mỹ anh em ạ. Con này thì được tuổi đời khoảng tầm hơn 100 năm rồi anh em nhé, hơn 100 năm. Hàng này thì xuất được rất nhiều quốc gia, đầu tiên là Pháp này, đầu tiên là Ý này, xong đến Pháp này, xong là đến thằng Đức này, ESPO này, cái gì đây, nói chung là cờ mình không thuộc nhiều quốc gia đâu. Đây nó xuất được có 6 quốc gia này anh em nhé. Đấy, ở đây là Anh, để xin lỗi anh em nhé, đây cờ Anh, tiếp đến cờ Pháp này, tiếp đến là thằng Đức, và đây thằng gì đây, đây là Tây Ban Nha anh em nhé, Bồ Đào Nha hay gì ấy. Nói chung là mình hơi rốt bóng đá đó, nên là xin lỗi anh em nhá.
Con này thì nó sẽ có cái cấu hình như anh em nhìn thấy đây, đúng không? Sẽ có một cái mặt đồng hồ đây. Đấy, cái bộ dò đề ở đây nha. Và các cái cụ phím, à các cái chức năng nó sẽ bao gồm kết nối Bluetooth này, nghe FM analog này, đồng hồ báo thức này. Tiếp đến là một hỗ trợ một cổng USB sạc này và một cái đồng hồ gọi là màn hình rất là lớn anh em nhá. Ok chưa? Hàng nó sẽ về nguyên full box như thế này cho anh em. Đấy. Và tiếp đến đây thì sẽ là cái nhân vật chính của anh em mình, đúng không? Nó sẽ bao gồm một con Victrola máy như thế này và đi kèm theo quyển sách hướng dẫn sử dụng anh em nhá, dành cho những anh em yêu khoa học. Và đây là những cái phần ngôn ngữ mà Victrola nó yêu cầu của chế độ bảo hành. Đấy. Chế độ bảo hành được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ cho anh em, đúng không? Toàn bộ mặt con này sẽ là mặt lưới sắt tất anh em nhé, lưới sắt tất. Đấy, logo Victrola sẽ là logo nổi. Hai cái núm này thì sẽ một bên là núm volume và một bên sẽ là núm dò đài. Màn hình thì sáng đẹp anh em nhé, màn hình sáng đẹp. Và FM con này sẽ đủ 108 anh em dò full đài Việt Nam với chơi anh em. Phần vân gỗ màu sáng màu thì với những anh em nào đồ gỗ thì đặt con này vào thì cực kỳ hợp luôn anh em ạ. Đấy. Bên trên này thì sẽ là chỉnh cái đèn màn hình này, đồng hồ là sáng tối này. Ngoài ra thì tắt chuông đồng hồ cũng sử dụng nút cảm ứng trên này luôn anh em nhá. Ok chưa? Phía sau đây anh em nhìn này, phía sau đây anh em thấy không, phía sau nhá, khá là ngon đúng không? Con này thì nó là cái hàng của Cộng hòa Ireland anh em nhá, hàng cho thị trường Ireland. Đấy thì cái tem anh em nhìn cũng rất là ok, sử dụng nguồn điện ở đây nó ghi là 220 anh em nhá, 230V, nhưng mà anh em hoàn toàn có thể cắm được điện từ 100 đến 240V được, tại vì con này nó bên trong mình đã kiểm tra nó sử dụng nguồn xung rồi anh em nhé. Đấy, thụt hơi mặt trước này, à thụt hơi mặt sau này, nó sẽ cho cái chất âm khá là ok, và con này là một con giả cổ anh em nhé, nên là chất âm của nó mình đánh giá là anh em nghe nhạc xưa cực hay luôn, thấy chưa? Đây này sẽ là cái chỗ để anh em lắp hai quả pin, pin 3 anh em nhé, để phục vụ anh em nuôi điện cho con đà, thấy chưa anh em? Nuôi điện cho con đồng hồ. Thì đây các cái chế độ off này, FM, Bluetooth anh em phải sử dụng sau này, và ba cái phím này để phục vụ anh em mình cài đặt giờ. Và nó có một cái tem chú thích anh em nhé. Đấy, tem chú thích anh em về tự dịch Google dịch cho mình, ok chưa? Và hiện tại con Victrola này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Con Victrola này chỉ sử dụng cho những anh em nào nghe nhạc xưa anh em nhé, hoặc là mua cho các ông cụ ở nhà thì các ông cụ khá là thích, tại vì con này nó sử dụng toàn bộ phím ở trên mặt này thôi mà FM đủ 108, dùng khá là tiện để đầu giường nghe đài, cái thứ rất là ok. Đấy, hiện tại con này mình để cho anh em giá 1.200.000, lúc trước là 1.600.000 anh em nhé, bây giờ vì bên kia mình mua giá tốt hơn rồi anh em ạ. Đây thì nó sẽ có một cái dây anten FM anh em nhé, khi anh em cần bắt sóng căng thì anh em mình có thể kéo dài cái dây ra. Đấy, và bây giờ mình sẽ test nhạc cho anh em nghe nhá. Với con 1.200.000 con này thì mình nghĩ là khá là xứng đáng anh em ạ, nó là hàng đời mới giả cổ anh em nhé. Sao lại nghe nhạc kết nối chưa? Ủa, kết nối cho anh đi, em vừa kết nối điện thoại nào đây hả? Vừa kết nối điện thoại nào rồi, kết nối rồi chưa? Nghe cho cái nhạc xưa ấy. Nghe cho cái nhạc xưa để cho anh em nghe chất âm xưa con này. Con này là một trong số những con mà đi theo hơi hướng là sản xuất theo kiểu giả cổ anh em nhé, thế là chất âm rất là xưa, anh em mình phù hợp nghe nhạc xưa thôi. Rồi, em nghe bài nào cũng được. Lắng ngô buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm, giọt sương lặng lẽ bên em đụng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ. Anh em nghe thấy ok không? Với những cái nhạc này thì con này nó là bá đạo trong trong cái tầm gọi là phân khúc để đầu giường anh em ạ. Bá đạo luôn. Đây mình sẽ chuyển sang FM để nghe cho anh em nhé. Chuyển sang chế độ FM này. Đấy. FM con này đi. Dịch nghĩa là lấy sự giàu văn hóa, văn học là sự giàu có, nhằm giáo dục các thế hệ tiếp nối chăm lo học hành. Ông Phó Đức Long, người dân thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến cho hay. Ở dĩ là các cụ ngày xưa đặt cái cổng này là đa văn vi phú, tức là muốn khuyến khích cho các cháu phải học. Đấy, ok chưa anh em? Một trong số những con cực kỳ ok, giá 1.200.000 anh em nhá.
và cái đồng hồ báo thức anh em về tự chỉnh giờ giúp mình nhá. Cái đấy thì mình nghĩ là nó quá dễ với anh em rồi anh em ạ. Rồi tiếp đến đây thì sẽ là cái mã dàn số 02, một con cũng lâu rồi không về hàng, chính là con Victor Z11 anh em nhá, của thằng Victor. Con này thì sẽ có giải mã 24 bit chuẩn nên là nó là một con mà anh em khá là thích, vừa giải mã 24 bit loa lại vừa ba đường tiếng anh em nhá. Và chi tiết về bộ dàn này sẽ như sau. Đầu tiên con này sẽ có chức năng như sau: chơi xĩa CD anh em nhá. CD con này thì như anh em nhìn thấy này. Đây. Đấy. Mặt nó trượt ra, bắt đầu là đĩa nó ra. Ok chưa? Đấy, vào này, mặt nó lại trượt lên cho anh em. Ok chưa? Đấy. Thế này chơi đĩa CD cực kỳ ngon và đọc bài cực nhanh như anh em vừa thấy anh em nhá. Nó có một cái đèn led RGB ở đây, anh em mình về có thể tùy đỉnh chỉnh màu ở đây. Nút color ở này anh em chỉnh rất là tiện. Con này sẽ có hai hộc MDM A và B anh em nhá. Đấy. Chơi cassette ở bên dưới này. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX phía sau. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã chuẩn 24 bit anh em nhá. Tức là giải mã từ Smart TV xuống anh em cắm vào phát là giải mã luôn ấy, chuẩn 24 bit và chất âm của con này mình đánh giá là khá là ok anh em nhá, khá là ngon. Đấy. Thì với những cái con máy cỏ này mình sẽ bao cho anh em chạy CD tốt ở cái đầu tiên, tiếp đến giải mã ngon. Tiếp sau nữa là sẽ kết nối điện thoại, máy tính, TV ok anh em nhá. Và con này mình nhớ không nhầm là FM sẽ đủ 108 anh em nhé. Sẽ dò full đài Việt Nam cho anh em luôn. Đấy, còn AM thì tất nhiên là full giải rồi, đúng không? Cấu hình loa thì xin thưa với anh em, loa nó toàn bộ là một trong số những con loa mà hiếm hoi của thằng những cái bộ dàn mini mà có 3 đường tiếng. Đấy. Con này được trang bị là một con loa bát đường kính là 12cm, gân cao su zin, màng gọi là màng carbon anh em nhé. Màng carbon. Đấy. Bên trên này thì sẽ là con chung giấy anh em nhé. Chung giấy. Và bên trên cùng mình nữa sẽ là con chép đô anh em nhá. Với cái bộ loa 3 đường tiếng này thì anh em mình sẽ có một chất âm độ chi tiết rất là cao anh em nhá. Phía sau đây, công suất của loa như anh em nhìn thấy sẽ là 35W trong một chiếc và trở kháng là 4 ohm, một cặp sẽ là 70W. Và với những cái bộ 3 đường tiếng này anh em hoàn toàn chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 trở về luôn anh em nhá. Con này sẽ có thụt hơi đằng sau. Ui chưa? Công suất của cục dàn thì mới là khủng này anh em, 70W anh em nhá. Điện nguyên bản là 100V. Đấy. Hỗ trợ cái cổng line ở bên ngoài này. Đấy, tiếp đến là optical in phục vụ giải mã 24 bit này. Bên này là kẹp anten AM/FM phục vụ nghe đài này. Đấy, và bên dưới này hỗ trợ kẹp loa phun giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm anh em nhá. Con này hỗ trợ một quạt tản nhiệt ở đây và chỉ khi nóng nó mới chạy thôi anh em nhá. Em lưu ý một chút như thế. Chỉ khi công suất nó nóng nó mới chạy. Đấy. Và hiện tại mã dàn này mình đang để cho anh em giá chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhá. Với con Victor 3 đường tiếng này và mình sẽ play nhạc để thử cho anh em nghe. À, con này một bên loa thì nó sẽ có một vết như này, như anh em thấy nhá. Đấy. Ok chưa? Và mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Anh em lưu ý một chút nhé, tất cả những bộ dàn này mình bảo hành 1 năm tất anh em ạ, bảo hành 1 năm trọn vẹn cho anh em. Và riêng với những cái bộ dàn thì những cái chỗ xấu mình sẽ quay rất chi tiết để cho anh em biết anh em nhá. Mình không hở gọi che xấu gì đâu anh em. Play nhạc này, 1.600.000. Nhạc này là nhạc MP3 mình ghi vào đĩa thôi anh em nhá. Mà nghe bộ dàn này đã hay như thế này rồi, đúng không? Nhưng Victor nó không bao giờ làm anh em thất vọng về chất âm được anh em nhá. Nó nghe rất hay. Đấy. Tiếp đến ở đây sẽ là mã dàn số 03 gửi đến anh em, nó là một con VIP của thằng Denon. Con này thì chính là con Denon MX11 anh em nhá. Anh em nào đã chơi Denon thì anh em sẽ biết là con MX11 này là hàng do châu Âu thiết kế anh em nhá. Do châu Âu thiết kế và sản xuất cho thị trường Nhật. Thế nên là cái thiết kế của nó anh em sẽ nhìn đậm chất châu Âu. Mà đúng ra là người thiết kế là một gọi là nghệ sĩ thiết kế của người Anh anh em nhá. Nên là loa nó sẽ thiết kế hơi hướng ở bên Anh nhiều hơn. Đấy.
Chi tiết về bộ dàn này như sau. Đầu tiên em sẽ nhìn thấy phần mặt của nó này, rất là gọn gàng, rất ít nút so với cả những con đê nông thông thường, đúng không? Con MX11 rất ít nút anh em ạ. Màn hình cực kỳ ok, sáng đẹp đúng không? CD con này chạy cực kỳ ngon anh em nhé. CD con này sẽ chạy mắt 213 và khá là bền anh em ạ. Khá là bền, dòng mắt 213 thì kinh điển rồi đúng không? Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt được anh em nhé. Super bát này, bát này, chép này đúng không? Và đây là chế độ direct nhưng mà ly chuyên nghiệp anh em nhé. FM con này sẽ đủ 108 và anh em sẽ dò full đài Việt Nam, dò trực tiếp ở trên mặt được luôn. Nghe cho anh em. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ anh em nhé. Đấy. Con này sẽ có một cái mà kết nối máy tính này. Anh em nhìn cổng PC Audio In, nó chính là cái cổng gọi là USB đấy, để phục vụ anh em kết nối máy tính sẽ nhận làm sao cạc rời anh em nhé. Và sẽ tương đương những con sao cạc rời rất là cao cấp. Anh em mình sẽ có nguồn nhạc lốt led trên máy tính thì gần như là vô tận để cho anh em. Ok cho anh em. Tiếp đến là cái cổng bóc thổ in ở mặt trước này, anh em sẽ nhìn thấy nhé. Đây là cổng bóc thổ in. Cái cổng này dùng để anh em kết nối điện thoại, máy tính, TV vào. Và bên trong này sẽ có cái mạch pre nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp anh em làm cái chất tiếng rất dày lên anh em nhá. Nghe nó sẽ phê hơn ở cổng phía sau. Vậy cho anh em. Cục dàn này sẽ đánh tốt những cặp loa bass 25cm và cục dàn siêu nặng luôn anh em nhá. Siêu đầm chắc luôn. Đấy. Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 13cm anh em nhá. 13cm, à xin lỗi anh em, 14cm. Gân cao su gì anh em nhá. Màng này sẽ là màng carbon lòng chảo luôn. Anh em sẽ nhìn thấy nó không có bất kỳ một cái núm nào mặt trước này anh em nhá. Dấu núm cho anh em. Nghe chưa? Đấy. Và bên trong củ cực gấu luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm anh em nhá. Con chép đôm thì con đôm này nó sẽ là con đôm từ neo để phục vụ anh em chơi, gọi là chơi tất cả các dòng nhạc đều ok ở trên con từ neo này. Tại vì từ neo nó là từ chuẩn của châu Âu anh em nhá. Với dòng đất hiếm gọi là nam châm từ neo thì ở châu Á gần như là không có đâu, bắt buộc phải nhập khẩu châu Âu về. Đây. Phía sau. Công suất của loa con này thì sẽ là 50W một chiếc và trở kháng 6 ohm em nhé. Thụt hơi phía sau đây, đúng không? Tiếp đến là cọc loa thì sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhìn này. Đấy. Bên trong nó sẽ là đồng nguyên khối và bên ngoài sẽ là phần nhựa trong suốt luôn anh em nhé. Nó vừa có tính thẩm mỹ mà nói chung là cái cọc nhìn nó chất anh em ạ. Công suất của cục dàn thì như anh em nhìn thấy nhá. Con này sẽ là 50W điện nguyên bản 100V. Hỗ trợ toàn bộ cọc kết nối loa sẽ là cọc bắp chuối toàn bộ này. Trở kháng loa hỗ trợ sẽ từ 6 đến 16 ohm anh em nhé. Các cái phần tản nhiệt anh em nhìn. Đấy, nó sẽ có một con quạt nó thốc thẳng ra cái phần tản nhiệt chỗ này. Rất là mát luôn anh em nhé. Các cái đường kết nối line in out đầy đủ trên con này. Kẹp antenna FM phục vụ em nghe đài. Và con này sẽ có cổng USB in. Này, cổng này chính là cổng kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời đây anh em. Quê chơi anh em. Đấy. Riêng cổng này khá là giá trị với những anh em nào chơi máy tính anh em nhé. Và giá bộ này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã Denon MX11 mình đang để cho anh em chỉ có 4.100.000 anh em nhá. 4.100.000 cho mã Denon MX11 thôi. Rồi, mình sẽ play test nhạc cho anh em nghe luôn. Đây mình sẽ kết nối con điện thoại, tại vì cái đĩa nhà mình bây giờ thì nó toàn nhạc cũ thôi, thỉnh thoảng phải thay đổi cái nhạc để cho anh em test anh em nhá. Để cho anh em biết được cái chất âm này như thế nào. Khúc tình ca. Ồ, chưa kết nối rồi. Anh em chờ một chút nhé. Hôm nay thì nhạc nhọt là nó hơi bị chậm trễ tí nhạc. Trong anh lại nhớ một thời phải bỡ vỡ một chiều dài nên thơ chắc giờ em còn nhớ tình chim ca như giọt nước nhỏ giọt vậy mà thấm lâu. Ok chưa anh em?
Nói chung là test một đoạn nhạc thôi để anh em cảm nhận cái chất âm của này thôi. Riêng về con này thì nó vẫn là giải mid rất dày anh em nhé. Và bát đánh thì cực kỳ căng, đúng theo tiêu chuẩn ở châu Âu luôn. Anh em mà chơi con này thì cực kỳ ngon anh em nhé. 4 triệu mốt thôi. Lúc trước con này thì mấy tháng trước thôi nó vẫn còn 4 triệu rưỡi. Nhưng mà đấu giá giờ về giá tốt hơn rồi, 4 triệu 100 ngàn cho mã Denon MX11 anh em nhé. Tiếp đến cái mã số 04 anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái bộ Pana Sonic anh em ạ. Con này chính là con Pana PM57 anh em nhé. Thì con này nó được rất nhiều giải thiết kế anh em nhìn thấy này. Nó thiết kế đúng hình kim tự tháp luôn. Và màu con này màu đen xì, hình thức thì khá là đẹp anh em nhé. Hình thức khá là đẹp. Chức năng con này sẽ như sau này. Đầu tiên con này sẽ có chơi cassette bên trên này. Anh nhìn thấy hộp cassette bên trên này, anh em nhé. Tiếp đến là chơi MD. Người chơi anh em. Đấy. Chơi 5 đĩa CD. Đấy, và 5 đĩa CD hoạt động tốt luôn anh em nhé. Hoạt động ngon luôn trên con này đấy. Nó sẽ có cái quai nhạc nước nó nhảy đây này. Đấy. Giải mã 24 bit cũng được tích hợp trên con này. Và anh con này có thể anh em mình cắm giải mã cổng quang và giải mã luôn. Được chưa? Kết nối thiết bị bên ngoài sẽ có qua cổng PMD ở mặt trước, hoặc anh em mình kết nối cổng AUX ở phía sau anh em nhé. Riêng con này thì nó full cổng kết nối cho anh em luôn. Con này sẽ có cả cổng USB để kết nối máy tính nhận làm sao cạc giờ anh em nhé. Có cái chứng chỉ tiết kiệm điện này anh em nhìn này. Đấy, chứng chỉ tem xanh về tiết kiệm điện. Đấy, của thằng Nhật luôn anh em nhé. Ok chưa? Cấu hình loa con này thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 11 cm, gân zin anh em nhé, màng carbon. Đấy, màng carbon. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm cực to luôn. Con đôm này mặt trước của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cm anh em nhé. Đánh ra phần lời rất hay. Tại vì sao lại hay? Tại vì con này nó là loa hai cầu anh em. Đây, em nhìn thấy nhá. Mỗi bên loa sẽ là 4 dây. Và con này sẽ được trang bị một cặp dây loa VIP luôn anh em nhé. Dây loa VIP luôn anh em, nhìn dây này đã biết rồi đúng không? Dây này mình vẫn bán này, giống cái dây 300 nghìn mình bán một cặp, nó sẽ là cái dây này luôn anh em nhé. Khá là xịn đấy. Anh em nhìn, dây này nó sẽ tút các đầu này, xanh đỏ này anh em về cắm cho đỡ nhầm nhá. Công suất của con này thì sẽ là 40W một chiếc và trở kháng 6 ohm. Một cặp thì sẽ là 80W và anh em mình sẽ chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 35m² trở về anh em nhé. Công suất cục dàn sẽ là 50W điện nguyên bản 100V này. Hỗ trợ kẹp loa đây anh em nhìn, mỗi loa sẽ là 4 dây anh em nhé. 4 dây, đủ bộ 4 kẹp. Optical in phục vụ giải mã 24 bit, và đây là cổng AUX anh em nhé, để phục vụ anh em kết nối điện thoại máy tính TV. Được chưa? Cổng USB đây, mình vừa nói với anh em nhá. Cổng này sẽ là cổng kết nối máy tính nhận làm sao cạc giờ. Và đây là kẹp anten FM, nhưng mà Pana thì FM chỉ đến 90 thôi anh em nhé. Còn ai em thì full giải. Được chưa anh em? Và hiện tại mã này thì mình đang để cho anh em giá chỉ có 1.600.000 thôi anh em nhá. 1.600.000 cho bộ này. Và lấy thử nhạc cho anh em nghe này. Thank you.
ok chưa anh em? Nói chung chất âm của này thì mình đánh giá là một trong số những cái mã rẻ tiền mà nghe cực hay anh em nhá. Riêng Pana anh em sẽ cảm giác nghe chất bát nó như có súp luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Vừa có ông khách ông vào mà đuổi ông về thì quay tiếp video cho anh em. Tiếp đến đây thì sẽ là một bộ Onkyo anh em nhá. Mã này thì nói chung là mã khá là kinh điển ở Onkyo rồi, chính là Onkyo X7A. Con này thì hàng đấu giá về nên nó sẽ khá là đẹp anh em nhá. Màn hình xanh huyền thoại này, đúng không? Mặt nhôm toàn bộ này. Chơi MD ngon này, chơi CD ngon anh em nhá. CD con này cũng chạy mắt 213 cực kỳ bền luôn. Với cho anh em. Tích hợp trong con này sẽ bao gồm công nghệ Dioling 2 và băng tần quy đát độc quyền của thằng Onkyo anh em nhá. Giải mã 24 bit ở con này thì cực hay luôn. Anh em đã chơi giải mã 24 bit của thằng Onkyo anh em sẽ thấy cái chất giải mã Onkyo ra tiếng rất đồng đều anh em nhé. Và độ tách bạch của bát chép mít nó khá là ngon anh em ạ. Nó khá là tách bạch luôn. Đấy. Dòng này sẽ đánh 4 con sò MOSFET anh em nhé. 4 con sò MOSFET và anh em mình sẽ phang tốt những cặp loa bát 25cm với cục dàn này. Với chơi anh em. Đấy. Và cục dàn khá là đầm chắc ở trong con này anh em nhé. Riêng những cái bọn này thì nói chung là về chơi thì không phải nghĩ rồi. Chơi được đa dạng nhạc anh em nhé. Nhưng mà tối ưu cho bộ Onkyo thì anh em mình vẫn là chơi những cái dòng nhạc bolero trữ tình hoặc là những cái dòng nhạc của Việt Nam thì nó đánh khá là ok anh em nhá. Cấu hình loa thì loa con này được trang bị một loa bát đường kính là 12cm, gân cao su zin, màng sẽ là màng da chăn anh em nhá. Màng da chăn, núm sẽ là núm mũi đạn anh em nhìn này, núm mũi đạn. Ngồi chơi anh em, dâu vảnh. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, dòng đôm 8 vít cho anh em và bên trong từ kép toàn bộ anh em nhá. Và cái củ từ của bọn loa bát này sẽ được bọc chống nhiễu toàn bộ. Ok cho anh em. Bọc chống nhiễu toàn bộ cho anh em. Đấy. Thùng vách loa thì như anh em thấy rất là đẹp đúng không? Phía sau đây, tổng thể ok cho anh em. Công suất của loa sẽ là 70W một chiếc và trở kháng 5 ohm anh em nhá. Một cặp sẽ là 140W. Và anh em mình sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 40m² trở về cho anh em. Công suất của cục dàn sẽ là 48W, điện nguyên bản 100V và cũng made in Japan anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ô, phun giải trở kháng cho anh em chưa? Tiếp đến là súp điện out, optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhé. Kẹp antenna MFM để phục vụ em nghe đài, các đường kết nối lay lao đầy đủ anh em ạ. Và bên dưới này thì nó sẽ có này, cái cổng processor anh em nhé. Đây này, em lưu ý là không rút cái cổng này ra. Nếu mà anh em chỉ nghe đơn thuần bộ dàn thì không rút cổng này ra. Tại vì cái cổng này nó sẽ kết nối cái mạch Pre anh em nhé. Cái đường Pre bên trên này với cả đường công suất bên dưới, thấy chưa? Khi mà anh em cắm equalizer ngoài vào, anh em rút cổng ra anh em nhá, cắm thẳng vào cái cổng bên dưới này. Ok chưa anh em? Và cái đường Pre này anh em mình có thể lấy ra các thiết bị khác được. Nói chung là nó thiết kế ra cái cổng này khá là hay anh em nhá, để nó tách biệt phần công suất ra với cả phần Pre của máy ra, phần rè đấy. Ok chưa? Và hiện tại mã này thì mình để cho anh em giá rất ổn định luôn, chỉ có 2.500.000 cho mã Onkyo X7A anh em nhá. Vẫn là gói bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Và lấy test nhạc nha, xem 2.500.000 con này xứng đáng không. Đánh giá quá ngon con này luôn. Dài chinh chiến từng lũy che muộn phiền, tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng xa. Ok chưa anh em? Nó quay đến cuối của video thì cái gậy quay nó hết pin anh em ạ. Cũng rất là may, không thì cầm tay mà từ đầu đến giờ chắc là gãy tay luôn. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ với gia đình và xin chào anh em.